Tiếp theo chúng ta đi giải phương trình sau đây. Cái phương trình này là một cái phương trình mà nó có ba ẩn x, y, z. Vậy thì cái cách làm là chúng ta thường là làm theo cách đánh giá. Với cái hình thức của phương trình này, chúng ta sẽ đi phân tích cho nó thành ba hàng đẳng thức. Đầu tiên là em sẽ nhân cái số 2 sang cái vế bên tay trái này, sau đó ta chuyển vế. Như vậy thì chúng ta có x cộng y cộng với z. Rồi, trừ đi 2 nhân với căn bậc 2 của x trừ 5. Trừ đi 2 nhân với căn bậc 2 của y trừ 2019. Trừ đi 2 nhân với căn bậc 2 của z cộng 2021 bằng 0. Đương nhiên là trước khi giải phương trình thì chúng ta có cái điều kiện xác định. Tất cả các biểu thức ở trong dấu căn này đều không âm. Nên là chúng ta có x lớn bằng 5 này, y lớn bằng 2019, z lớn bằng âm 2021. Bây giờ bên phía trái chúng ta sẽ phân tích cho nó thành hàng đẳng thức. Đây chúng ta thêm bớt. Để x trừ 5 trừ đi 2 nhân với căn bậc 2 của x trừ 5. Đây cộng với 1. Ta thêm bớt như thế này để mục đích phân tích thành hàng đẳng thức, đó là căn bậc 2 của x trừ 5 trừ 1 tất cả bình phương. Tương tự như vậy, ở đây là căn bậc 2 của y trừ đi 2019. Như vậy đây ta phân tích thành y trừ 2019 trừ đi 2 nhân với căn bậc 2 của y trừ 2019. Và đây chúng ta cộng với 1 để cho nó thành hàng đẳng thức, đó là căn bậc 2 của y trừ 2019 trừ đi 1 tất cả bình phương. Và cuối cùng là chúng ta phân tích chỗ này là z cộng 2021 trừ đi 2 nhân với căn bậc 2 của z cộng 2021 cộng với 1. Cái này thầy cho lên phía trên. Thế bây giờ em xem nha. Chúng ta thừa thiếu bao nhiêu? Trước hết ở đây thầy viết thành hàng đẳng thức đã. Mục đích ở đây là thành hàng đẳng thức z cộng 2021 tất cả trong căn bậc 2 này trừ đi 1 bình phương. Bây giờ em để ý xem nó thừa thiếu bao nhiêu. Ban đầu là x cộng y cộng z. Thế bây giờ ta thêm vào các cái số này. Ở đây là trừ 5 cộng với 1 là trừ 4. Và đây là trừ 2019 thành trừ 2023 cộng với 1 thành trừ 2022 cộng 2021 bằng âm 1, âm 1 cộng 1 bằng 0. Rồi như vậy là tất cả những hệ số này chúng ta thêm bớt vừa vặn đúng bằng 0. Không thừa không thiếu. Rồi bên này bằng 0, đây bằng 0. Rồi đến đây là cái phương trình đặc biệt rồi, nó có dạng là A bình cộng B bình cộng C bình bằng 0. Như vậy sẽ tương đương với A bằng B bằng C bằng 0, tức là chúng ta có căn bậc 2 của x trừ 5 trừ đi 1 bằng 0. Căn bậc 2 của y trừ 2019 trừ đi 1 bằng 0. Và cuối cùng là căn bậc 2 của z cộng với 2021 trừ đi 1 bằng 0. Rồi từ đây thì em chuyển vế sang, chúng ta tìm một dãy x. Ví dụ như ở đây, chúng ta chuyển vế em có căn bậc 2 của x trừ 5 bằng 1. Em bình phương hai vế lên. X trừ 5 bằng 1, x bằng 6. Thỏa mãn điều kiện. Rồi tương tự như vậy, đây ta có được y bằng 1 cộng 2019 bằng 2020. Cũng thỏa mãn điều kiện. Cuối cùng là z bằng 1 trừ đi 2021 bằng trừ 2020. Thỏa mãn điều kiện.
Rồi, ta kết luận. Vậy phương trình có nghiệm là cặp số xyz bằng 6 2020 âm 2020.